Chiều 9 tháng 1 năm 2017, các lực lượng chức năng cùng người dân đã khống chế được con trâu dữ hút 6 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ sáng ngày 9 tháng 1 tại ấp Long Đại, xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Con trâu này thuộc sở hữu của ông Huỳnh Văn Hoanh, 48 tuổi, ngụ ấp Ninh An, xã Bào Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Vào thời điểm trên, trâu bất ngờ lao vào các nhà dân, hút thẳng vào người dân rồi hất họ lên cao. Cơ quan chức năng đã phải dùng loa thông báo cho người dân ở yên trong nhà để tránh nguy hiểm, đồng thời dùng hàng rào sắt phong tỏa nhiều tuyến đường để chặn trâu. Năm nạn nhân được đưa cấp cứu gồm bà Nguyễn Thị Kim Loan, 67 tuổi, ông Nguyễn Phi Viễn, 46 tuổi, bà Lê Thị Yến, 62 tuổi, ông Trần Văn Bửu, 54 tuổi, ông Mai Văn Tuấn, 60 tuổi và một nạn nhân khác bị xây xát nhẹ.